Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức Việt Nam rụng rời, nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt. Sau khi các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ mạnh mẽ đề xuất chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt các quan chức cấp cao của Việt Nam đang vi phạm nhân quyền, giới hoạt động bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ việc Washington áp dụng các biện pháp chế tài thiết thực đối với Hà Nội. Trong những tuần qua, một số nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng như lên tiếng tại các buổi hội luận về nhân quyền, thúc giục chính quyền Hoa Kỳ có biện pháp chế tài đối với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và xem áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu và đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm, đặc biệt CPC. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trần Thị Nga đã từng bị Tòa án tỉnh Hà Nam tuyên tù 9 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào hồi năm 2017. Nhà hoạt động Trần Thị Nga hiện đang sống tại bang Georgia, Hoa Kỳ sau khi rời khỏi nhà tù tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020, nêu nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Hướng đi và kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp chế tài những đảng viên, quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền là hướng đi lành mạnh và thực tế. Có như vậy, các quan chức cộng sản họ mới dè chừng, dừng lại các tội ác của mình. Đề xuất này rất có ích đối với những người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với những người bất đồng chính kiến, những người bày tỏ quan điểm tôn giáo của riêng mình. Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang sống tại Đức sau khi bị giam cầm hai lần tại Việt Nam vì lên tiếng bảo vệ nhân quyền đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Trong thời gian qua, áp lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ và các tổ chức quốc tế đối với vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là mạnh mẽ, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục bắt giam và tuyên án tù. Những tiếng nói dù mạnh mẽ nhưng chưa đủ mạnh đến mức có thể buộc chính quyền Việt Nam phải lắng nghe những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, tức là dân biểu và thượng nghị sĩ, với các cơ quan hành pháp để có tiếng nói của họ có áp lực trừng phạt. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết thêm rằng, việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền sẽ khích lệ tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động trong nước, dù đang ở trong tù hay đang được tự do. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài bị chính quyền Hà Nội xử tù 15 năm, quản chế 5 năm với tội danh hoạt động nhằm đặt đổ chính quyền nhân dân. Trước đó vào năm 2007, ông đã bị xử tù 4 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời gian quản chế là 4 năm nữa. Trước đó vào hôm 7 tháng 8 năm 2020, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan đã phát biểu tại hội luận trực tuyến trong ngày vận động cho Việt Nam tổ chức. Ông nói rằng, tôi nghĩ rằng Quốc hội nên đưa ra Việt Nam và đưa Việt Nam trở lại với danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Và chúng ta đã thấy Việt Nam bắt đầu thay đổi các hành động nhân quyền của họ như thế nào sau khi được ra khỏi CPC trước đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải vận động cho hai điều, đó là áp dụng đạo luật Magnitsky và đưa Việt Nam trở lại CPC. Và tôi nghĩ đây sẽ là điều cần phải làm. Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã viết thư cho hội luận như sau. Chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các quyền cơ bản con người ở Việt Nam về thực hành tín ngưỡng và tôn giáo cũng như quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp phải được tôn trọng và bảo vệ. Ông Rubio viết tiếp như sau, chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không đạt được tiềm năng đầy đủ nếu như những lạm dụng này tiếp diễn. Chúng ta phải tiếp tục cam kết thúc giục chính phủ Việt Nam trả lại tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Việt Nam. Nhiều người trong số họ đã bị giam giữ chỉ vì bảo vệ quyền của người dân Việt Nam. Các nhà lãnh đạo tôn giáo như Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và trị sự Cao Đài Hứa Phi đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng các ông đồng tình với việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC với lý do rằng chính quyền tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đây là hình ảnh Hòa Thượng Thích Không Tánh và Linh Mục Phan Văn Lợi vào năm 1992. Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì tại chùa Liên Trì ở quận 2, nay đã bị giải tỏa. Ông từng bị án tù 5 năm và 5 năm quản chế vì tội lưu hành nhiều tài liệu có nội dung chống lại nhà nước. Ngoài CPC và luật Magnitsky toàn cầu, các nhà lập pháp Hoa Kỳ, cả Thượng viện và Hạ viện còn giới thiệu các dự luật nhân quyền Việt Nam. Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ John giới thiệu dự luật S-1369, tức là dự luật trừng phạt nhân quyền Việt Nam, được các thượng nghị sĩ John Bosman P. và Marco Rubio đồng tình ủng hộ. Dự luật này đề ra các biện pháp chế tài tương tự như luật Magnitsky toàn cầu,
nhưng áp dụng riêng cho Việt Nam, bao gồm yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với những quan chức và gia đình của họ đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, Đại sứ Anh quan ngại về bản án tù nặng nề dành cho nhóm Hiến pháp. Chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam kết tội và tuyên án 8 thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Hiến pháp lên tới 40 năm tù giam, Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại trước các mức án mà ông gọi là nặng nề dành cho những người bảo vệ nhân quyền của Việt Nam. Nhóm 8 người có tên Hiến pháp bị đưa ra xét xử vào hôm 31 tháng 7 năm 2020 tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, với bản án nặng nhất 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm rưỡi, với cáo buộc phá rối an ninh theo điều 118 của Bộ luật hình sự năm 2015. Vụ xét xử nhóm Hiến pháp cùng có vụ bắt giam gần đây gồm các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập và các bản án nhiều năm tù dành cho các nhà hoạt động về môi trường như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa đã khiến quốc tế quan ngại về tình hình nhân quyền đang ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Đây là hình ảnh các thành viên của nhóm Hiến pháp trong phiên tòa sơ thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 31 tháng 7 năm 2020. Và gần đây, dân biểu Hoa Kỳ Alan, đại diện địa hạt 47 của tiểu bang California, chia sẻ tại một buổi hội luận về nhân quyền tại Việt Nam rằng ông đang thực hiện thủ tục để chính thức bảo trợ tù nhân lương tâm trẻ Nguyễn Văn Hóa. Ông nói: "Tôi rất ấn tượng với những gì anh Hóa đã làm." Anh Nguyễn Văn Hóa, một nhà báo trẻ tuổi và cộng tác viên của Đài Châu Á Tự Do, đã đưa tin về hình ảnh video về những vụ biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh vào năm 2016. Vào năm 2017, anh Hóa bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Video của anh đóng vai trò lớn cho thế giới thấy việc gì đã xảy ra ở Việt Nam. Tôi muốn sát cánh với anh, lên tiếng cho anh và cho Việt Nam biết chúng ta đang quan sát họ rất kỹ. Mỗi khi họ muốn tương tác với chính quyền Hoa Kỳ, những người bảo trợ như tôi sẽ lên tiếng đòi hỏi trả lại tự do cho những tù nhân đó. Chương trình bảo vệ tù nhân lương tâm được gọi là dự án bảo vệ tự do là một trong những chương trình chính của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Destone kêu gọi phía Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Đây là hình ảnh ông Robert Destone, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cuộc họp vào hôm 14 tháng 8 năm 2020 là phiên thảo luận thứ 6 trong chuỗi hội luận Ngày vận động cho Việt Nam năm 2020. Quy tụ các diễn giả quốc tế đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các tổ chức xã hội dân sự. Nêu lên các trường hợp gần đây khiến quốc tế quan ngại về nhân quyền tại Việt Nam như vụ xử nhóm Hiến pháp, vụ bắt giam Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng cùng các thành viên và các bản án dành cho các nhà hoạt động vì môi trường như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, ông Robert Destro nhấn mạnh như sau. Mọi cá nhân Việt Nam phải được tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù. Các nhà hoạt động này đã bị bắt vì thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Destro đã nói như vậy. Và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của họ phải phù hợp với các quy định về quyền của con người được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã đặt bút ký kết. Phát biểu tại buổi hội luận, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tiến sĩ Ahmed nhận xét tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ so với cách đây 6 năm khi ông đến Việt Nam. Ông nói, việc thực thi luật tôn giáo và tín ngưỡng của Việt Nam còn nhiều hạn chế đối với những nhóm tôn giáo chưa được đăng ký. Ông cũng lưu ý, chính quyền Việt Nam sử dụng nhiều điều luật, nhất là điều luật về an ninh quốc gia với những điều khoản rất mơ hồ, nhưng thực tế lại được sử dụng như một công cụ để đàn áp quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyền bên phải cùng vợ ở trước phòng Công lý và Hòa bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với vụ án luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Truyền bị kết án 11 năm và 3 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, ông đã bị 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tất nhiên, còn có các cuộc tấn công của các thành phần xã hội khác nhau của chính quyền nhắm vào các nhóm tin lành, thiểu số như là mục tiêu cụ thể, bao gồm tấn công tài sản, tấn công người, đe dọa và bắt bớ, và có thái độ ngôn từ thù hằn với nhóm tôn giáo này. Ông Chet đã nói như vậy. Còn bà Deshi Hana, điều phối viên khu vực Đông Nam Á cho một dự án chung giữa nghị sĩ ASEAN và nhân quyền của Ủy ban Quốc tế các nghị sĩ về tự do và tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cho biết 65 nghị viên đương nhiệm và cựu nghị viên từ nhiều quốc gia đã cùng ký thư chung gửi đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 13 tháng 8 năm 2020, yêu cầu trả lại tự do cho các nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyền, người đang thụ án 11 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Cùng nhau, chúng tôi đồng lòng đưa ra một ưu tiên,
năm nay Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Chúng tôi xin thông báo rằng ngày hôm qua chúng tôi đã gửi thư ngỏ đến Thủ tướng Việt Nam. Bức thư được 65 nghị viên từ 28 quốc gia trên khắp thế giới ký tên kêu gọi Thủ tướng ngay lập tức thả tự do vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Chuyển và tất cả những ai bị giam cầm chỉ vì lên tiếng cho nhân quyền một cách ôn hòa. Tiến sĩ Heiner, nguyên báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, từng đi thực địa đến Việt Nam và tiếp xúc với ông Chuyển, nói lại tại buổi hội luận rằng ông Chuyển thật sự là một nhà yêu nước chứ không phải là người phản động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản tin Quan chức Việt Nam rụng rời, nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.